Xin chào các bạn nha. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài nhạc chuông cho điện thoại Android Xiaomi từ TikTok nha. Thì vô tình các bạn vào TikTok này, về thử cho em. Các bạn lướt nha. Các bạn thấy một cái bài nhạc nào đó rất là hay, các bạn muốn cài cái nhạc đó làm nhạc chuông cho điện thoại của mình, nhưng các bạn không biết cách nào để mà có thể cài được. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nha. Thì bây giờ mình sẽ lướt TikTok này. Nhiều người vẫn nghĩ tắt bếp ga xong vặn bình ga là đã an toàn. Một tình yêu kia mang cho anh bao trái ngang, thà rằng người hay nói hết để anh quay lưng. Ok, thì bây giờ mình sẽ lấy cái nhạc này làm nhạc chuông cho điện thoại của mình nha. Thì bước đầu tiên là các bạn tải cái nhạc này về trong điện thoại của mình nha. Các bạn bấm một cái mục mũi tên này, cái mục đa chính là mục chia sẻ nha, các bạn bấm vào. Sau đó các bạn bấm lưu video về nha. Rồi các bạn vào cái phần thư viện trên máy này để mà các bạn xem lại cái video các bạn vừa tải nha. Đây. Một tình yêu kia mang cho anh bao trái ngang, thà rằng người hay nói hết để anh quay. Ok, thì mình đã có cái video nhạc ở trên TikTok rồi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chuyển đổi cái video nhạc này sang dạng MP3 nha. Thì các bạn mới có thể cài được nhạc chuông cho điện thoại Android Xiaomi của mình nha. Thì bước đầu tiên các bạn vào cho mình cái trình duyệt Chrome nha. Rồi thì sau khi các bạn vào trình duyệt Chrome rồi á, thì các bạn bấm có một tìm kiếm hoặc nhập địa chỉ web này. Các bạn ghi Cloud Convert cho mình nha. Các bạn ghi Cloud Convert, sau đó các bạn bấm vào đây này. Rồi bước tiếp theo các bạn bấm vào cái trang web này, cloudconvert.com. Thì cái Google Chrome này nó tự động dịch nha. Cái trang web này là để tiếng Anh nha, nhưng cái Chrome thì nó sẽ tự động dịch cho mình. Rồi bước này các bạn bấm vào cái mục chọn tập tin này, một màu đỏ chỗ đây nha, các bạn bấm vào. Sau đó các bạn bấm vào cái phần tệp. Rồi bước này các bạn chọn cái video nhạc TikTok mà hồi nãy các bạn đã tải về. Rồi bước này các bạn bấm có một bên đây nha, có một ba chấm này, có hình cái mũi xuống này, các bạn bấm vào. Sau đó các bạn ghi MP3 nha. Các bạn ghi MP3 thì nó có cái một MP3 này, thì các bạn bấm vào MP4 sang MP3 nha. Rồi bước này các bạn bấm vào cái mục chuyển thành rồi nha. Cái mục này nếu như tiếng Anh thì nó để cái từ convert nha các bạn. Các bạn bấm có một màu đỏ đây. Rồi bước này các bạn đợi một chút nha, cho nó chuyển đổi sang MP3. Rồi bước này các bạn cũng có thể bấm vào nghe thử này. Một tình yêu kia mang cho anh bao trái ngang, thà rằng người hay nói hết. Rồi bước tiếp theo các bạn bấm vào tải xuống nha, hay là download nha. Rồi nó để đã tải xong một tệp xuống này. Rồi bước này các bạn vào cái phần cài đặt trên máy Xiaomi của mình nha. Thì hiện tại mình đang hướng dẫn các bạn cách cài nhạc chuông cho điện thoại Android Xiaomi nha. Rồi thì sau khi các bạn vào cài đặt rồi á, thì các bạn kéo xuống, các bạn bấm vào cái mục âm thanh và rung nha. Rồi bước này các bạn bấm cái phần nhạc chuông. Rồi bước này các bạn bấm có một nhạc chuông cài sẵn này. Rồi các bạn bấm có một nhạc chuông. Rồi sau đó các bạn bấm có một cái hình dấu cộng màu xanh chỗ đây nha, các bạn bấm vào. Rồi bước này các bạn bấm có một quản lý tập tin nha. Sau đó các bạn chọn cái đoạn nhạc hồi nãy mà các bạn vừa tải về này, thì nó xuất hiện ở đây, thì mình sẽ tích vào đây nha. Sau đó mình bấm vào thêm. Mình nhầm. Sau đó mình bấm vào OK nha. Rồi, vậy là cái đoạn nhạc đó nó đã xuất hiện ở trong đây rồi nè. Bây giờ mình bấm vào đây mình nghe thử cho các bạn coi. Một tình yêu kia mang cho anh bao trái ngang, rằng người hay nói hết để anh quay lưng bước đi, rằng... Đó, vậy là mình đã cài thành công nha cái bài nhạc ở trên TikTok đây. Bước đi, rằng người đừng điêu kéo. Mình đã cài
làm nhạc chung cho điện thoại Android Xiaomi của mình thành công rồi. Rồi ok, video của mình cũng dừng tại đây nha. Video này mình cũng đã hướng dẫn các bạn cách cài nhạc chung cho điện thoại Xiaomi từ TikTok nha. Cảm ơn các bạn đã xem nha. Bạn nào thấy video của mình hay cũng như là hữu ích thì đừng quên cho mình một like cũng như là một đăng ký kênh nhé. Bye bye.